Xin kính chào các bác đã quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ Hiền Kim thành phố Hải Dương. Buổi chiều ngày hôm nay em lại lên sóng báo giá chi tiết về một mẫu xe sedan hạng B mới về, một em Hyundai Accent số tự động bản ATH, là phiên bản cao cấp nhất của đời 2020 này. Em này sản xuất 2020, đăng ký biển 34 Hải Dương. Bác nào Hải Dương mua em này thì giữ biển luôn cũng được. Sản xuất 2020, xe mới chạy có 2,3 vạn thôi. Lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ, lốp nguyên theo xe cả gian. Hiện tại bên em đang chào bán chiếc Hyundai Accent này với mức giá là 505 triệu. Đấy, bác nào thật sự quan tâm muốn mua xe và muốn tiết kiệm được một khoản từ 90 cho đến 100 triệu so với xe mới thì mình có thể alo trực tiếp với em qua số điện thoại 0978 607 555, hoặc có thể đến xem xe trực tiếp tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Đấy, các bác đến xem xe thì em sẽ có văn bản cam kết cho các bác. Đấy, mình ra hãng giao thự mình kiểm tra trước khi nhận xe và thanh toán tiền. Đấy, bên em cam kết không ngập nước, không đâm đụng, không thủy kích, bao cả km zin cho các bác. Rồi thì cũng không dài dòng nữa, em xin được phép giới thiệu chi tiết luôn chiếc Hyundai Accent này để cho các bác đang quan tâm, thật sự quan tâm. Em này thì chủ đi rất là giữ gìn nhưng mà cần tiền cho nên là bên em đã thu lại. Xe rất là đẹp, biển là 34 Hải Dương, đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm còn đến tháng 11/2022 cơ, còn đến cuối năm sau. Đấy, biển 34 Hải Dương 37962. Đấy, các bác nào muốn giữ biển thì có thể ngó qua chiếc này. Phom dáng vẫn khá là đẹp, là bản cao cấp nhất cho nên là được trang bị la răng hợp kim, 16 inch, dàn lốp vẫn nguyên theo xe cả gian. Em này thì lốp sơ cua vẫn chưa một lần chạm đất cơ. Đấy, vì là bản cao cấp nhất cho nên các tính năng an toàn thì đương nhiên là cũng nhiều nhất rồi. Em xin kể qua một số tính năng như là cân bằng điện tử này, chống trơn trượt và ổn định thân xe, hệ thống và phân bổ lực phanh điện tử, rồi lại chống trượt. Đấy, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và hệ thống an toàn 6 túi khí, cảm biến lùi và cam lùi đầy đủ. Đấy, đèn bi xenon kết hợp giải LED ban ngày chạy phía dưới này. Đấy, đèn đang bật. Em này chủ rất là chăm xe. Đấy, từng chi tiết chrome đều được bọc một lớp carbon. Đấy, rất là chăm xe. Đèn xi nhan tích hợp trên gương này. Đấy, nút mở cửa thông minh trên tay nắm. Và đương nhiên rồi, vì là bản đặc biệt cho nên là cửa sổ chơi được trang bị trên phiên bản này. Đấy, cửa sổ chơi chỉnh điện. Em này thì sơn xi khá là đẹp. Bên em cam kết cho bác từng phân keo chỉ và từng con ốc cánh cửa. Đấy, xem xe, nhập xe cũng rất là kỹ càng rồi. Có thể tìm cho các bác một chiếc xe ưng ý nhất thì cũng không phải là dễ đâu. Tất cả các chi tiết nhựa được bọc ốp chống trầy này. Đấy, tắp bi được bọc titan chống trầy xước. Nội thất ghế da nguyên bản theo xe. Đấy, ghế da nguyên bản chỉ được trang bị trên bản ATH thôi. Đấy, các bản thường thì sẽ là ghế nỉ. Gương kính chỉnh điện, cân bằng điện tử, đàm thoại rảnh tay trên vô lăng và ga tự động. Đèn tự động và gạt mưa tự động thì được trang bị trên chiếc Accent này. Đấy, đề nổ thông minh. Đấy, bao km chuẩn cho các bác 2,3 vạn. Khoang nội thất rộng rãi, chung là không quá chật chội so với mọi những chiếc xe hạng B khác. Đây, cũng được trang bị màn hình camera lùi đầy đủ, tích hợp dẫn đường của Hyundai thành công, kết nối được Apple CarPlay, USB hay là Bluetooth cũng được. Đấy, đầy đủ điều hòa tự động, có lọc khí ion, gương chiếu hậu có lấy chống chói và cửa sổ chơi chỉnh điện kèm theo là trần nỉ nguyên bản theo xe, còn khá là sạch. Thật ra đời 2020 thì mấy chi tiết này chủ đi giữ thì cũng không có gì để xem đâu. Đấy, còn rất là đẹp. Cửa gió điều hòa cho ghế phía sau.
Đấy, 4 mắt cảm biến sau và cam lùi. Cái khoang cốp em này cũng khá là rộng rãi. Lốp sơ cua thì chưa một lần chạm đất cơ. Đấy, lốp sơ cua còn nguyên nguyên đai nguyên kiện. Vì em này sử dụng động cơ 1.4. Bác này thì bác đã bọc phim cách nhiệt rồi cho nên không thấy cái từ xăng báo xăng đâu. Em này là sử dụng động cơ 1.4 số tự động cho nên là mức xăng tiêu hao chỉ rơi vào tầm 6-7 lít trên 100 cây đường hỗn hợp thôi. Nói chung cũng tùy chân các bác đi. Thì bây giờ xin quay đến khoang máy em này luôn. Đấy. Bên dưới này là khối động cơ 1.4 lít số tự động. Bên em cam kết zin từng con ốc. Không thủy kích, không ngập nước, không bổ máy bổ số. Các bác đem ra hãng thì nó sẽ kiểm tra biết ngay là máy hay là capo gì ra hay không. Đây, bác chủ đổ đèn xenon đây. Đẹp từng con ốc luôn. Em mắc xe này đẹp như thế nào thì các bác cũng phải đến xem xe trực tiếp thì mình mới biết được. Em vào xem lại thông tin của chiếc này. Hyundai Accent bản 1.4 cao cấp nhất. Sản xuất đời 2020, xe đăng ký biển là 34 Hải Dương, một chủ từ mới, xe chạy 2 vạn 3. Và em đang chào bán đến mức giá là 505 triệu bao rút hồ sơ. Các bác nào quan tâm chiếc này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978 607 555. Em có ghi dưới phần bình luận. Và là các bác có thể đến xem xe trực tiếp tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, ở đối diện cây xăng Thanh Bình để mình có thể xem xe kỹ hơn, thương lượng giá cả tốt nhất. Các bác thấy ưng thì cứ để lại phần bình luận ở bên dưới hoặc là cần góp ý cái gì